Các em thân mến, đọc hiểu là một trong hai phần quan trọng của môn ngữ văn, chắc chắn là sẽ xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây không phải là một phần khó, nhưng thậm chí còn là một phần mà giúp cho chúng ta ăn điểm. Do đó, để không sai những lỗi cơ bản khi chọn điểm phần này, thì các em hãy lưu ý một số những cái vấn đề dưới đây. Cô sẽ giúp cho các em. Ở phần đọc hiểu, chúng ta sẽ có thể ghi được trọng điểm trong phần này. Các em chú ý, ở câu hỏi thứ nhất, đó là chúng ta tìm về phương thức biểu đạt. Ở câu phương thức tự sự, thì chúng ta nhìn vào là có chuyện, có nhân vật, có cốt truyện. Sang đến phương thức thứ hai là phương thức biểu cảm. Phương thức biểu cảm thì nhìn về mặt hình thức, nó thường là thơ, có nhân vật, trữ tình, có đối tượng, trữ tình. Sang đến phương thức thứ ba, đó là phương thức miêu tả, là tái hiện về sự vật, hình ảnh hiện ra chân thực, rõ nét. Phương thức thứ tư là những vấn đề thuộc về xã hội, gồm có lập luận, có lý lẽ, có dẫn chứng, có ý kiến đánh giá về vấn đề đó. Thì đó là phương thức nghị luận. Phương thức thứ 5, nếu như các em nhìn thấy bài đọc hiểu trình bày đặc điểm, tính chất, phương pháp và thường phát hiện qua những thông tin bằng những con số cụ thể, khoa học, chính xác, thì đó chính là phương thức thuyết minh. Và phương thức thứ 6 là phương thức hành chính công vụ, là qua đơn từ. Thì thông thường phương thức thứ 6 này là hầu như không xuất hiện trong bài thi của chúng ta. Tuy nhiên thì khi mà các em nhìn vào bài đọc hiểu văn bản, thì trong cái bài đọc hiểu đó, chúng ta thấy có thể kết hợp giữa các phương thức, như phương thức tự sự kết hợp với biểu cảm, với miêu tả, hoặc là biểu cảm kết hợp với tự sự, miêu tả. Chúng ta dựa vào các đặc điểm để trả lời câu hỏi cho chính xác. Tiếp theo là đối với câu hỏi, chúng ta tìm ra biện pháp tụ từ. Thứ nhất, câu hỏi biện pháp so sánh là có hai sự vật đối chiều với nhau, là các em phải nhìn thấy nó dựa trên nét tương đồng. Thường có những cái từ ngữ như là từ bằng, là, như, không bằng và chẳng bằng. Chẳng hạn như câu người ta cho mặt nước trong như gương. Thì ở đây tác giả đã sử dụng nghệ thuật so sánh mặt nước được so sánh với từ gương qua từ như. Và biện pháp thứ hai đó chính là biện pháp nhân hóa. Biện pháp nhân hóa là gì? Là tất cả các cái sự vật ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta tưởng rằng chúng là vô tri vô giác, nhưng nó lại được ví, được mang tất cả các đặc trưng tính cách của con người. Chẳng hạn như chú chó nhà em rất dũng cảm, thì từ chú chó là mang tính cách của con người, cũng là dũng cảm. Và sang đến biện pháp thứ ba là biện pháp ẩn dụ. Biện pháp ẩn dụ nó chính là một trong những cái nghệ thuật là được coi như là nghệ thuật so sánh ngầm. Nó là những liên tưởng không có thật trong thực tế. Ví dụ như ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Như các em biết, vốn dĩ chúng ta biết rằng ở bên trong của lăng thì không thể mọc được mặt trời. Nhưng chúng ta sẽ liên tưởng mặt trời ấy dựa trên mặt trời của tự nhiên. Đó là nó đem lại cái sức ấm, đem lại ánh sáng, đem lại sự sống cho muôn vật. Nếu như không có mặt trời của tự nhiên ấy thì chắc chắn là con người và tất cả những sự vật đều không thể tồn tại nếu như không có mặt trời. Và con người đã liên tưởng mặt trời trong lăng đó chính là bác, vì bác đã đem lại ánh sáng, đem lại hơi ấm, đem lại sức sống, và bác đã đưa cả dân tộc thoát ra khỏi kiếp lầm than. Ở biện pháp thứ tư, đó chính là biện pháp hoán dụ. Nghệ thuật hoán dụ và nghệ thuật ẩn dụ là chúng ta thấy rất là hay bị nhầm lẫn. Nghệ thuật hoán dụ là sự vật nó được liên tưởng
Nó gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên gọi của sự vật hiện tượng khác. Tuy nhiên, nó được liên tưởng dựa vào cái thật trong thực tế, thường chúng ta bắt gặp bằng những hình ảnh con số và bộ phận chân tay hay là đặc điểm tính chất quần áo. Chẳng hạn như bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người xoài đá cũng thành công. Thì cái nghệ thuật hoán dụ ở đây là từ bàn tay, lấy cái bộ phận để chỉ cái toàn thể, mang ý nghĩa chỉ sức lao động của con người nói chung. Và khi con người có được sức lao động thì con người sẽ thành công. Hoặc ví dụ như một số những cái câu khác mà chúng ta thấy bằng con số: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hoặc là câu áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Ở nghệ thuật thứ 5 là nghệ thuật mà rất hay ra trong cái bài đọc hiểu, nó chính là nghệ thuật điệp. Điệp ngữ là sự lặp lại những cái từ ngữ nhằm nhấn mạnh nội dung nào đó. Ví dụ như từ bom giật bom rung, kính vỡ đi rồi trong bài thơ Tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Thì cái nghệ thuật điệp từ đây là điệp từ bom. Chúng ta có thể phân biệt với nghệ thuật điệp ngữ. Điệp ngữ là lặp đi lặp lại, chỉ có hai từ ngữ trở lên. Còn điệp từ là lặp lại một từ. Điệp ngữ lặp lại hai từ trở lên, chẳng hạn như câu sau đây: không có kính không phải vì sẽ không có kính. Thì nó đã lặp lại ba từ không có kính. Còn điệp cấu trúc thường gần như cả câu có ý nghĩa rất là giống nhau, lặp lại cấu trúc giống nhau. Ví dụ như trong câu người đồng mình yêu lắm con ơi, hoặc người đồng mình thương lắm con ơi trong bài Nói với con của nhà thơ Y Phương. Ở câu hỏi số 3 trong bài đọc hiểu thì chắc chắn là sẽ có câu chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Vậy thì các em làm như thế nào để chúng ta không bị mất điểm? Bước thứ nhất, chúng ta phải chỉ ra biện pháp tu từ đó ở trong câu nào, yêu cầu cần phải trích dẫn cụ thể. Sang đến bước thứ hai thì các em nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Nó gồm có 3 tác dụng. Thứ nhất là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Riêng nghệ thuật điệp ngữ và liệt kê thì đó là tăng tính nhịp điệu trong câu. Còn sang đến tác dụng thứ hai, đó là nhấn mạnh nội dung chính của câu đó là gì. Và cái tác dụng thứ ba là qua đó tác giả muốn gửi gắm điều gì. Cô có thể cho các em một ví dụ. Chẳng hạn như câu người ta cho: trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thì bước thứ nhất, các em phải chỉ ra biện pháp tu từ đó là nghệ thuật so sánh. Sau đó chúng ta trích dẫn câu so sánh là trẻ em được ví như búp trên cành. Tác dụng là tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt. Thứ hai là nhấn mạnh nội dung. Vậy đó chính là nhấn mạnh trẻ em còn nhỏ bé, yếu ớt, đồng thời trẻ cũng là thế hệ tương lai được so sánh với búp trên cành. Và bước thứ ba, các em phải đưa ra cái bức thông điệp mà tác giả gửi gắm. Đó chính là tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp là cần phải trân trọng, yêu thương trẻ. Trong phần đọc hiểu, chúng ta còn có câu hỏi là tìm ra các ngôi kể. Thì như các em biết, trong bài đọc hiểu thông thường thì có 2 ngôi. Nếu như em đọc trong văn bản đó, chúng ta thấy là nhân vật xưng tôi thì nó sẽ thuộc là ngôi kể thứ nhất. Nếu như trong văn bản đó không xưng là tôi thì nó chính là người kể chuyện giấu mặt và thuộc ngôi kể thứ 3. Còn đối với câu hỏi là tìm ra đề tài, chủ đề của văn bản, thì trước tiên cách xác định đề tài. Đề tài đó chính là phạm vi của đời sống được phản ánh. Nó thể hiện trực tiếp
trong các tác phẩm văn học. Ví dụ như trong tác phẩm Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, thì như cô và các bạn đều biết, đề tài đó là về người nông dân trong xã hội cũ. Còn về chủ đề là vấn đề chính mà văn bản biểu đạt, là vấn đề chủ yếu, vấn đề trung tâm và là phương diện chính của đề tài. Đấy, dựa trên cái cơ sở của đề tài, đây là con đường của nhà văn, đưa người đọc thâm nhập vào tác phẩm. Thì thông thường chủ đề sẽ trả lời cho câu hỏi vấn đề cơ bản nào được đặt ra trong phạm vi hiện thực đó. Ví dụ như trong văn bản Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, thì chủ đề nó là số phận bi thảm của người nông dân do chế độ xu thuế và sự bóc lột tàn khốc trong xã hội thực dân nửa phong kiến đối với người nông dân. Đối với câu hỏi là tìm ra thông điệp của văn bản, thì trước tiên em phải rút ra thông điệp, bài học ý nghĩa lớn nhất từ văn bản. Thông điệp, bài học đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện nay? Trước tiên mình phải nêu thông điệp bài học bằng một câu đơn, bám sát vào nội dung chính của văn bản. Thứ hai, nêu ý nghĩa của thông điệp, bài học và trả lời cho câu hỏi thông điệp, bài học đó giúp cho em nhận thức được điều gì. Thứ hai là thông điệp, bài học đó có khơi dậy trong em tình cảm, thái độ gì hay không. Thứ ba là thông điệp, bài học đó giúp em nhận thấy cần phải làm gì. Đối với câu hỏi là nêu cảm nhận của em về hai câu thơ hoặc đoạn thơ, thì bước đầu tiên em phải nêu tên tác giả tác phẩm, nêu nội dung chung của đoạn thơ hoặc câu thơ đó. Sang đến bước thứ hai là mình phải nêu sử dụng biện pháp tu từ gì, ở từ ngữ chi tiết hình ảnh nào và qua đó để làm nên nội dung gì. Đến bước số 3 thì các em chú ý phân tích những hình ảnh đặc sắc, rồi sau đó trích dẫn. Và bước thứ 4, qua đó tác giả muốn gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì? Cô có thể lấy ví dụ như sau. Em hãy nêu cảm nhận của mình về đoạn thơ trong bài Em kể chuyện này của nhà thơ Trần Đăng Khoa như sau. Những chị lúa phất phơ bím tóc, những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học. Đàn cò áo trắng khiêng đắng qua sông, cô gió chăn mây trên đồng, bắp mặt trời đạp xe qua đỉnh núi. Thì bước 1, các em phải nêu tên của tác phẩm, tác giả là ai, đoạn thơ Em kể chuyện này của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Và sau đó thì các bạn nêu cái nội dung chủ đề của đoạn trên đã miêu tả vẻ đẹp đồng quê Việt Nam yên bình dưới con mắt tinh tế của nhà thơ, thì hình ảnh hiện lên thật sinh động và tràn đầy sức sống. Đến bước số 2, số 3 thì chúng ta sẽ nói rằng tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì, để làm gì, nổi bật nội dung như thế nào. Thì tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và từ ngữ hình ảnh điêu luyện như chị lúa phất phơ bím tóc, cậu tre thì học bài, đàn cò thì khiêng nắng và cô kho gió chăn mây, vân vân. Tất cả những hình ảnh trên đều rất là gần gũi, gắn bó với con người lao động Việt Nam. Tác giả đã biến những sự vật vô tri vô giác như một con người. Cách miêu tả đó độc đáo đã đem đến cho người đọc thấy hiện ra cái khung cảnh thật là sinh động. Bước thứ 4 đó là gửi gắm đến chúng ta thông điệp gì thông qua đoạn thơ trên. Thì từ đó tác giả gửi đến người đọc tình yêu đối với thiên nhiên, với cảnh vật và gắn liền với cuộc sống. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở bài học sau.